Xin chào các bạn mình là Yêu Chuyện Review đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ chuyện mới có tên là Đừng chịu Hoán Ta Nữa. Câu chuyện kể về một chàng sinh viên có tên là Thẩm Dịch. Cảnh chuyện đầu tiên về một chàng thanh niên đang đi lang thang trên một con phố vắng, không một bóng người. Chàng trai tự giới thiệu tôi tên là Thẩm Dịch, năm nay 23 tuổi, là một người bình thường vừa mới ra trường đi thực tập. Nói là thực tập nhưng thật ra công việc cũng chỉ là làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ. Thẩm Dịch nói với vẻ mặt đầy giận dữ, lần nào chủ tiệm cũng kêu mình ở lại dọn dẹp, nghĩ mình dễ bắt nạt lắm à, thẩm dịch ơi là thẩm dịch cậu tiếc nuối nói tiếp biết như vậy thì lúc còn đi học thì học chăm chỉ vào nếu như có một công việc tốt thì hôm quả đã không phải bán cái thẻ mới đi rồi vừa về đến khu trọ vừa đi vừa suy nghĩ thì một giọng nói cất lên ai ra tiểu soái ca cuối cùng cậu cũng về rồi chị đợi cậu lâu lắm rồi đấy thẩm dịch ngẩng đầu nhìn một chị gái mặc đồ quyến rũ đầu đeo tai thỏ dáng đẹp đang mỉm cười với cậu là thẩm dịch thờ thẫn đến chảy cả máu mũi cậu bắt đầu lắp bắp chị hình như chị nhận nhầm người rồi chị gái tiến đến sờ má thẩm dịch đừng giả ngây ra nữa Hôm nay chị đây sẽ giảm giá cho cậu. Nghe thế Thẩm Dịch nói nếu đã như vậy thì tôi cũng không giả vờ làm quân tử chính nghĩa gì nữa, nói đi, bao nhiêu tiền? Chị gái lém lỉnh trả lời chỉ 300 thôi, nhận tiền mặt và chuyển khoản nhé. Nghe cái giá 300 Thẩm Dịch thay đổi sắc mặt cậu liền bảo chị gái nhận nhầm người thật rồi. Thẩm Dịch bỏ đi miệng không ngừng lẩm bẩm cái giá này quá đắt. Chị gái hoang mang mình nhận nhầm người thật à. Cậu vội vàng lên nhà vì người giao hàng chắc sắp tới rồi trên đường đi Thẩm Dịch gặp một anh trai áo vàng tay cầm một túi đồ ăn. Vừa đi lướt qua nhau cậu liền dừng lại gượng đã, xoái ca này anh trai cũng mỉm cười quay lại nhìn Thẩm Dịch tay đưa túi đồ ăn đang cầm lên rồi nói đồ ăn của bạn gọi đến rồi đây. Thẩm Dịch bất lực đáp xin lỗi tôi gọi KFC cơ. Anh trai giao hàng cũng xin lỗi rồi lặng lẽ đi tìm khách hàng của mình. Còn Thẩm Dịch bước lên cầu thang với những bước chân nặng trĩu vừa đi cậu vừa than vãn có người thể chất ăn mãi trà béo, có người hít không khí thôi cũng lên cân, còn tôi, sau 20 năm không ngừng kiểm nghiệm, tôi chính là người chuyên bị nhận nhầm. Vô số người nhận nhầm cậu với người quen của họ nào là tiểu lý giao hàng, nào là Trương Tam Nhị nào là diễn viên tăng trí vĩ trong phim vô gian đạo nhưng tất cả họ đều nhận được câu trả lời bất lực của thẩm dịch không phải nhận nhầm người rồi ạ à. vừa về đến cửa nhà thẩm dịch liền trách móc trẻ con trẻ nhỏ không xem cứu vui vẻ mà lại xem vô gian đạo gì cơ chứ giơ tay lên mở cửa thẩm dịch bực tức hét lo cái cửa chết tiệt này suốt ngày bị kẹt còn không mau mở cho anh quán hy đây đang tức giận thì tiếng chập điện dẹt dẹt vang lên bóng đèn dọi hành lan tắt đi không gian trở nên tối mịt làm thẩm dịch có chút hoảng sợ bỗng có một tiếng nói vọng đến xùy ngay cả trong nỗi đau vô tận lúc này thẩm dịch không còn giấu nỗi sự sợ hãi cả người cậu run rẩy tự hỏi chính mình ai đang nói vậy cậu sợ đến không cắt nổi giọng liền chấn an bản thân nhất định là mình nghe nhầm rồi giọng nói lại lần nữa vang lên người bị lạc diệt hiến lên cho khôi chi chủ huyết nhục ma tay chân thẩm dịch cứng đờ nhu pho tực thì lại có một giọng nói khác vang đến nghe nhầm cái dám ấy đây còn không phải bị ma ám à mấy cái phòng cũ như này dễ bị quỷ ám thẩm dịch run dễ quay lại nói chuyện đó quỷ quỷ đại ca em nghĩ chắc anh nhận nhầm người rồi âm thanh kỳ lạ lại vang lên hiện thân cơ thể vĩ đại khiến cho thế giới khiếp sợ. Tiếng sấm chớp đùng đùng nổi lên, cảnh chuyện chuyển đến trong một tòa lâu đài bao trùm một màu u tối, nơi có những con quạ đang bay lượn lờ và một hàng dài những người áo đỏ trùng lên cả đầu đang từ từ tiến vào trong. Bên trong lâu đài là một người đang ngồi trên ngai vàng, với bộ quần áo đỏ xen kẻ vàng, mặt bị che bởi một thứ gì đo màu đen có vẻ hắn ta rất được mọi người nơi đây kính trọng. Hắn nở nụ cười đầy nham hiểm nói vì Khôi Tần chi chủ vĩ đại, hiến tế phẩm lên. Một cô gái xinh đẹp đang bị chúng bắt giữ làm vật hiến tế, cô ấy không ngừng van xin đừng, đừng mà tên áo vàng tiến lại gần cô gái hắn nói nỗi đau vô tận khởi đầu của tai ương yếm giả bạch sắc yêu mê khôi thần chi chủ nhận tai tinh thần xin cống lên ngài máu và thịt của ma nữ cô gái hoảng sợ đến rơi nước mắt cô bị đặt ngồi trong một vọng tròn có những đường vẽ tà chú kỳ lạ những nét vẽ ấy phát ra một thứ ánh sáng màu tím giọng nói kỳ lạ lại vang lên hiện thân cơ thể vĩ đại khiến cho thế gian khiếp sợ tên áo đỏ bất ngờ lẽ lẽ nào triệu hoán hiến tế thành công rồi đã mấy trăm năm rồi hắn vui mừng há hốc miệng khôi tần chi chủ vĩ đại ngài thật sự sắp dáng lâm rồi sao những tên lính trùng áo đỏ đồng thanh hô vang giáng lâm giáng lâm giáng lâm giáng lâm chúng hô giáng lâm đến đâu trời nổi sầm xét đến đây ánh mắt cô gái tội nghiệp trở nên run sợ đến trực trào nước mắt tên cầm đầu ác độc vui mừng vì đạt được mục đính hắn nở nụ cười danh mãnh nói lần này là đồ sống thứ phàm nhân đê tiện ta không được ở lại mau theo ta rời khỏi đây các vị tín đồ ngoại đạo nói rồi đám lính áo đỏ lôi cô gái ra ngoài bỗng một vật thể kỳ lại hiện ra với cái đầu phát ra một thứ ánh sáng màu vàng thứ đó xuất hiện tạo ra tiếng động uỳnh uỳnh làm rung chuyển trời đất cô gái hoàng sợ quay đầu lại nhìn ánh mắt trở nên e dè miệng cô lắp bắp nói không nên lời khôi tần khôi tần chi chủ một tiếng ủnh lớn vàng lên có một thứ chất lỏng màu đen chảy ra lúc này cô giá cảm thấy nóng vô cùng kèm theo đó là chóng mặt rồi cô ngã xuống đất thẩm dịch cũng xuất hiện ở đây cậu thầm nghĩ à chết tiệt quỷ đại ca đợi đã thẩm dịch nhìn trầm trầm cô gái đang bị trói chặt bỗng hét lên quỷ ngược to quá nhìn kỹ thì trông cũng không giống quỷ nữ lắm nhưng mình phải cởi trói cho cô ta trước đã thẩm dịch nhanh tay cởi trói cho cô gái trong đầu cậu vẫn tiếp tục có suy nghĩ tiểu mỹ nữ này có ý đồ gì hay sao sao lại toát mồ hôi nhiều như thế này không phải cô ấy bị sốt rồi chứ thẩm dịch vừa gọi vừa lai like cô gái tỉnh dậy em gái à không sao chứ tỉnh lại đi bị thẩm dịch gọi cô gái từ từ mở mắt tỉnh dậy nhưng rất mệt mỏi yếu ớt thẩm dịch thấy cô gái như vậy anh ngỏ ý cụ cụ chuyện đó hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé nhưng cậu bỗng nhận thấy có chút gì đó kỳ lạ quay đầu nhìn lại thì cô gái lúc này đã không ngừng cúi đầu trước cậu miệng không ngừng gọi khôi thần chi chủ vĩ đai Thẩm Dịch thấy cô gái gọi mình như vậy cậu chỉ đành bắt lực giải thích cô nhận nhầm người rồi. Nói ra chắc cô không tin, nhưng tôi chính là người dễ bị nhận nhầm đó. Cô gái ngẩn mặt nhìn Thẩm Dịch rồi không ngừng khen ngợi cậu Khôi Tần Chi chủ vĩ đại, quả nhìn Khôi Ngô vĩ đại giống như trong truyền thuyết, là một tín đồ ngoan đạo, tôi không nhận nhầm người đâu. Thẩm Dịch nghi ngờ sao mình cảm thấy đây không chỉ đơn giản là nhận nhầm người cậu hỏi dò cô gái cô thấy tôi thế nào. Cô gái nhìn Thẩm Dịch trả lời uy nghiêm, vĩ đại, không thể diễn tả được cô gái trả lời thẩm dịch nhưng hiện hữu trong suy nghĩ cô là sinh vật kỳ lại to cao có nhiều đôi chân dài trong như một con nhện khổng lồ đầu hắn thì phát ra một thứ ánh sáng màu vàng thẩm dịch suy nghĩ rồi gạng hỏi cô gái hả thật hay giả vậy cô chắc là đang nói tôi đấy chứ bị thẩm dịch do so hỏi cô gái giật mình rồi sau đó tiếp tục ngất đi thẩm dịch hoang mang nhìn cô gái trước mặt mình ngất rồi à chắc là không phải giả vờ đó chứ thẩm dịch lôi trong ba lô mình ra một lồn cà phê và một cái ly giấy cậu thầm nghĩ để anh đây uống ngụ cà phê cho bình tĩnh lại đã cũng may là mình chăm chơi game với đọc truyện chứ đổi thành người khác đột nhiên xuyên không như này thì không phát điên lên mới lạ cô gái đang nằm ngất thì đột nhiên mở mắt ra nhìn trộm thẩm dịch anh nghiêm túc quan sát cô gái quả nhiên là đang nghĩ vờ với mình đây mà nghĩa chưa chắc cô ấy đã nói dối chắc cô ấy nghĩa mình chính là vị tà thần nào đó rồi nếu đã xuyên không rồi bị nhận nhầm là tà thần cũng không phải là chuyện không thể thẩm dịch nói chuyện với cô gái chuyện đó không cần sợ cô tên là gì cô gái hoang mang suy nghĩ thần thánh vĩ đại mà lại đi nói chuyện với một kẻ đê hèn như mình sao rồi cô quay qua trả lời thẩm dịch với dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào yếm giả bạch sắc mê u khôi thần chi chủ nhân tai tinh thần tôi tên là aina thẩm dịch nghĩ bụng hàm tước dài thế cũng hơi lố nhỉ aina ưng cái tên đẹp cũng lại rất dễ nhớ nhỉ rồi cậu quay qua dặn dò cô gái cô không cần phải sợ tôi như thế thẩm dịch dùng vẻ mặt thân thiện dễ gần để giao tiếp với cô gái này đây là cà phê cô có muốn uống thử nó không nhìn cốc cà phê trên tay thẩm dịch cô gái nghĩ đến những điều vô cùng đáng ở và kỳ lạ một cốc cà phê bình thường trong suy nghĩ của cô gái nó sôi ủng ục trong rất đáng sợ cô tự nghĩ bụng đây là cách thần minh đại nhân lấy đi tính mạng của tế phẩm sao thẩm dịch càng đưa cốc cà phê đến gần cô gái càng sợ hãi rồi la lo cô nói với thái độ đầy nghiêm túc thần minh đại nhân aina nguyện cống hiện mình cho ngài thẩm dịch giật mình hét lên tôi lấy mạng của cô để làm gì cơ chứ thẩm dịch tiếp tục gằn giọng rồi nói aina à cô là ai vậy cô đã triệu hoán tôi như thế nào vậy hãy mau thành thật khi báo không thì aina run rẩy nhìn thẩm dịch rồi đáp khôi tần chi chủ vĩ đại aina là tế phẩm để triệu hoán ngài cái mạng này của nô bộ cũng chính là của ngài sao aina lại dám dối lừa ngài cơ chứ nghe hai từ tết phẩm từ aina thẩm dịch lập tức hiểu ra nơi này là dị giới đang tồn tại một tổ chức tà giáo bí ẩn dùng người sống để làm vật tế triệu hồi khôi tần chi chủ thẩm dịch thầm nghĩ bị triệu hồi như ma ám đến đây chắc cũng không sai ngọn nến trên nền đất bỗng tắt đi thẩm dịch còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây là gì vậy chứ luồng ánh sáng này là kết thúc triệu hoàn sao thẩm dịch lập tức ra lệnh cho cô gái aina nhận lệnh của ta ania liền đáp lại chủ nhân rõ thẩm dịch nói ta lệnh cho cô phải sống tiếp sống cho thật tốt có nghe rõ chưa nói rồi thẩm dịch biến mất trong luồng sáng bỏ lại anna tội nghiệp ngồi thờ thẫn trên đất anna xúc động từ trước đến giờ chưa ai dành sự đối đãi dịu dàng cho cô như thẩm dịch đã làm sau lưng cô đâu đâu cũng đều là những tiếng xì xầm bàn tán họ nói các người đưa cô ấy đi đi chỉ cần đưa đồ gì ăn là được rồi đưa đi sau này dùng làm vật tế lễ người tốn tại chính là để làm tế phẩm được làm tế phẩm người cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi những lời nói của Thẩm Dịch như một nguồn sức mạnh vô hình của Aina nói cho cô một động lực, cô quyết tâm tôi phải sống tiếp để truyền mệnh lệnh và ý chí vĩ đại của ngài. Aina tiếp tục nghĩ khôi tần chi chủ, tại sao? Đây là phần thưởng ngài dành cho Aina sao? Nhìn vào cốc cà phê trên mặt đất mà Thẩm Dịch đã để lại, Aina nghĩ thầm hỗn độn dư tần giáo đoàn vẫn luôn có chủ trương cung phụng và triệu hoán khôi tần chi chủ. Nhưng trong mấy ngàn năm qua, số lần khôi tần chi chủ giáng hạ ân từ chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Lẽ nào khôi tần chi chủ vĩ đại vừa nói Aina vừa hoảng hốt che miệng không lẽ ngài ấy thích con gái sao? Lời nói vừa dứt Aina liền lắc đầu cô cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình Aina chỉ là một phàm dân sao có thể hiểu được ý nghĩa của thần minh vĩ đại cơ chứ. Nói rồi cô bưng cốc cà phê của thẩm dịch lên rồi từ tự bước ra khỏi tòa lâu đài u tối. Hơi nóng từ cốc cà phê bóng lên tại thành một quả cầu trông như bong bóng bao quanh như bảo vệ Aina khỏi những thứ xấu xa. Cô bước từ từ vào ra thế giới bên ngoài cho dù là thế giới tự nhiên đáng sợ thì cũng không phải là đối thủ của khôi tần chi chủ. Aina từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, không có quyền được tự ý ra ngoài đây là lần đầu tiên có thể tự do đi lại trong thành phố đây nhất định cũng là phần thưởng mà khôi tần cho chủ ban tặng cho một kẻ ê hèn như anna anna đi đến một thành phố xinh đẹp cô ngạc nhìn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một điều bình thường nhưng qua đỗi xa lại với anna đây là thủ đỏ của nolan là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới sao là bellander anna tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh cô đây là đâu có mùi gì đó rất đặc biệt một giọng nói vang lên nhắc nhở anna mau quay về giáo đường mới là chuyện quan trong cô liền bất giác lắc đầu không gian xung quanh bỗng cũng trở nên rung lắc dữ dội không gian chuyển về khung cảnh nơi quán cà phê một lỗ thủng hai chiều không gian phát giản giữa không trung thẩm dịch rơi ra từ đang cậu vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây là đâu chưa kịp nghĩ gì thẩm dịch đã ngã đùng xuống đầu đập vào nền nhà sưng lên một cục u to tướng đau đến nỗi thẩm dịch ngất đi nằm ngủ luôn tại đó sang này hôm sau thẩm dịch bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chiếu dọi qua khủng cửa sổ ngất nguyên cả một đêm khi tỉnh dậy việc đầu tiên thẩm dịch làm là quan sát xung quanh xác định xem đây là nói nơi nào nhìn một hồi lâu cậu nhận ra đây có vẻ như là một quán cà phê nhưng sao cảm giác như nơi này không phải là trái đất hình như mình vẫn đang ở thế giới của giáo đường kỳ lạ đó nhìn xung quanh cậu thấy một bức tranh to được treo ngay ngắn trên tường thẩm dịch thầm nghĩ treo ảnh trong quán sao ông chủ này là nhân vật gì vậy nhỉ một cô gái đi vào quán ngắt ngang dòng suy nghĩ của thẩm dịch cô ấy gọi cho tôi một ly latte đá cậu hoang mang hỏi lại cô nói tôi sao sau đó những vị khách khác liên tục ra vào quán cho tôi hai ly espresso không chỉ gọi nước mà vài người trong họ còn bàn tán về bức tranh của người đàn ông đang được treo trên tường có vẻ như họ cảm thấy hứng thú với nó, treo ảnh trong tiệm thật này, ông chủ này cũng đúng thật là kỳ lạ. Thẩm Dịch với vẻ mặt nhăn nhó tiếp tục suy nghĩ hình như thể chất của mình lại phát huy tác dụng rồi. Dù thái độ có chút không được hài lòng nhưng Thẩm Dịch cũng không còn lựa chọn nào khác bỏ đi, dù sao mình cũng không biết đi đâu, ở đây giúp rồi chờ ông chủ quay trở về vậy, nói không chừng khi quay về ông chủ thấy mình tốt bụng như vậy, mình còn được giữ lại làm nhân viên. Đang suy nghĩ thì một cô gái tóc ngắn cá tính bước vào quán đã thu hút ánh mắt của cậu cho tôi một ly cappuccino đá, làm nhanh lên đi. Đồng hồ vậy điểm đúng 7 giờ 30 phút. Một tên đầu chọc cao to cơ bắp cuồng cuộn bước từ cửa vào theo sau lưng hắn cũng có một tên trông vạm vỡ không kém. Hắn đi vào với giọng nói có chút hung tợn dọa thẩm dịch sở đến run rẩy cả người đi, vận động tay chân chút nào, xem mày gầy thành bộ dạng nào rồi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua khi đồng hồ điểm đến 12 giờ, những vị khách hàng lần lượt rời đi, không gian trong tiệm cà phê trở nên yên tĩnh hơn lúc thần dịch mới đến. Cậu đang lau dọn tiệm chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả vừa làm thẩm dịch lại vừa than hai, nhân sinh đúng là khó đoán mà, một nhân viên đang yên đang lành sao lại xuyên không thế này nói mới thấy tiệm này làm ăn cũng khám khá quá nhỉ đang lau dọn thì thẩm dịch chợt nhớ ra đợi đã sao cả một ngày rồi mà ông chủ tiệm đi đâu vẫn chưa về nhỉ mình đi rồi thì không phải phí công mình đã làm ngày hôm nay sao thôi không đi nữa dù sao ở đây cũng có chỗ cho mình ngủ và đầy đủ đồ ăn coi như đó là tiền công hôm nay của mình đi khi màn đêm dần buông xuống ánh trăng hiện rõ trên bầu trời thì cảnh chuyện chuyển đến trước một ngôi nhà lớn một đoàn người mặc áo đen trùng kín lên đến đầu từ từ tiến gần lại cánh cửa vừa gõ cửa họ vừa gọi ngài non cánh cửa lớn từ từ được hé mở bên trong nhà là một người đàn ông tóc vàng đeo kính anh tò thòi đầu ra và hỏi đây là người tiếp nhận phẫu thuật cải tạo sao một người trong đám áo đen trả lời đúng vậy không phải người nào khác xa lạ mà là aina cô bị họ áp giải đến đây người đàn ông ngạc nhiên hỏi tiếp một cô bé như này sao người đàn ông tóc vàng vừa nói dứt lời đám người áo đen cùng ông ta dẫn cô gai đến một căn hầm tối thui người đàn ông vội nói tiếp đưa cô ấy qua đây ở dưới này có phòng phẫu thuật cuộc phẫu thuật cải tạo sẽ được tiến hành ở đó Anna nghe đến đây vô cùng hoảng sợ phẫu thuật cải tạo sao? Người đàn ông nhìn đám người áo đen, ánh mắt anh ta vô cùng nham hiểm nói chính là ở đây, ở đây chỉ có chúng ta thôi, đưa nhiên thiêu chi huyết cho ta. Một tên trùm áo đen tóc vàng tay cầm một chiếc hộp đưa cho người đàn ông rồi nói ngài nhất định sẽ ngạc nhiên đấy, đây là món quà chưa từng có. Người đàn ông trả lời vội, vậy sao rồi tất cả họ nhanh chóng đưa cô gái vào phòng phẫu thuật. Từ trong căn phòng đáng sợ ấy những tiếng nói không ngừng vang ra cởi áo mưa ra đi, nằm lên giường phẫu thuật. Tay chân Anna bị những thanh sắc cố định chặt, vẻ mặt cô gái đầy run sợ và tuyệt vọng. Người đàn ông khoác vào chiếc áo bác sĩ đi đến bên cạnh cô gái rồi mạnh báo xé rách phần vải ngay tay áo của cô. Hắn nói với gương mặt đầy tàn nhẫn tiêm thuốc mê cho cô trước. Vừa nói hắn vừa dứt khoảng tiêm cho cô gái. Mũi tiêm vừa chạm đến da thịt cô gái cắn chặt môi đôi mắt không thể mở nổi có vẻ rất đau đớn. Làm xong rồi hắn quay lưng đi và nói đợi thuốc mê có tác dụng rồi sẽ bắt đầu phẫu thuật cải tạo. Vừa dứt lên hắn tiến đến bên chiếc hộp mà tên áo đen đưa ban này, khi vừa mở một luồng sáng màu đỏ phát ra từ trong chiếc hộp làm hắn bất ngờ đến nói lắp bắp không nên lời hắn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên bàn lần hiến tế này lần hiến tế này lại thành công đến như vậy ư lẽ nào khôi tần chi chủ thích tóc bạc mắt đỏ hắn vào đầu bức tóc nói tiếp tóc bạc mắt xanh cũng được sao một hồi sau hắn chấn tĩnh bản thân ể đợi đã nói không chừng khôi tần chi chủ chỉ thích bé gái thôi thì sao nhỉ hừ nếu đã như vậy thì làm theo ý của đại tế ti vậy cho ngươi trở thành thần tử anna hoang mang hỏi thần tử ư cô chưa từng nghe qua từ này bao giờ cả người đàn ông tóc vàng khẳng định không sai là thần tử thần tử không phải là con cháu thật sự của thần minh mà là một kiểu xưng hộ trong nội bộ giáo đoàn hành trình để có được thần tử của mỗi giáo đoàn là hoàn toàn khác nhau cách mà hỗn độn dư tần giáo đoàn truyền lại chính là thông qua tiêm nhiên thiên trí huyết khiến cho cơ thể của đối tượng bị biến dị nhận được một nguồn sức mạnh vượt xa người bình thường hắn nói tiếp phẫu thuật cải tạo thực chất cũng có thể làm ở giáo đường người có biết vì sao chúng ta lại đưa ngươi đến đây không bởi vì tất cả các nhà đầu tư của giáo đoàn đều sống trong căn biệt thự này và bọn họ muốn được tật mắt nhìn thấy nhiên thiêu chi huyết cơ thể của người bình thường chính là yếu ớt đần đọn họ sẽ già đi và sẽ chết dần chết mòn theo thời gian khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chán ghét những người ở đây họ đều muốn bản thân có thể trở thành thần tử còn ngươi chính là người may mắn ngươi chính là người sớm hơn tất cả bọn ta được vượt qua cái ngưỡng con người hắn nhìn aina và nói người sắp trở thành thần tử đầu tiên trên tay hắn đang cập một cây kim tiêm bên trong chứa một thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt những thứ nên biết người đều biết đã rồi vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nói rồi hắn tiêm vào người aina chất lỏng đi vào cơ thể chảy theo các mạch máu len lỏi vào cơ thể Aina. Hắn vừa tiêm xong cơ thể của Aina bắt đầu có những thay đổi. Mặt và tay của Aina hiện lên những đường gân đỏ đáng sợ, cô gồng cứng cơ thể rồi ngất lịm đi trên bàn phẫu thuật. Người đàn ông tóc vàng lo lắng thất bại rồi sao xem ra ngươi không phải người được chọn rồi. Hừ, tóc trắng mặt đỏ cũng chỉ được đến vậy thôi. Trong cơn mê man Aina nói thầm khôi, khôi tần, những lời nói của thẩm dịch sống tiếp, cô phải sống tiếp và sống thật tốt. Lời nói sư một cánh tay vô mình giành giật Aina khỏi cơn mê man cô tự nhủ tôi muốn tiếp tục sống. Cảnh chuyện lại trở về khung cảnh ở quán cà phê nơi Thẩm Dịch đang ở tạm. Cậu ngồi trên giường sau một ngày mệt mỏi, Thẩm Dịch cũng đang nhớ nhung cô gái dễ thương Aina nếu như mình vẫn ở đây thì nói không chừng vẫn có thể gặp lại cô bé đó lần nữa, nhưng vì sợ liên lụy bản thân cậu đã ngừng tư tưởng đến việc gặp lại Aina mà thôi đi, mình không muốn dính líu đến giáo đoàn gì đó đó nhìn cái cách bắt cóc của họ. Đã biết không phải tổ chứng đứng đắn gì rồi. Một tiếng động đùng đoàng lớn truyền đến, có tiếng nói kỳ lạ khẽ vang lên bên tai thẩm dịch nhưng qua hoang mạng thẩm dịch chỉ nghĩ được có động đất hay sao mà lại dung chuyển mạnh đến thế tiếng nói lại lần nữa vang lên khôi tần thù địch sau khi lấy lại được sự bình tĩnh cậu mới chú ý đến giọng nói lúc nãy đợi đã tiếng nói là giọng nói kỳ lạ kia lại tiếp tục sương mù bên kia bờ sông cậu hoảng hốt là lời triệu hoán mới sao thẩm dịch mỉm cười đắt ý hi hi triệu hoán mới à liệu mình có gặp được em gái nào nữa không nói dứt lời liền đưa tay lên vuốt tóc cậu tưởng tượng ra cảnh mình là một chàng trai cao to vĩ đại kiến bao nhiêu cô gái mê mẩn không để thẩm dịch mơ mộng nhiều thêm nửa lỗ thùng không gian lại xuất hiện xuyên vào trong cơ thể thẩm dịch tiếc nuối sao dừng lại rồi tôi còn chưa muốn đi ấy khác với những lần trước cậu không bị dịch chuyển đến một chiều không gian mới nhưng có một thứ gì đó siết chặt vào bụng cậu làm thẩm dịch đau đến mức van xin thả ra cơn đau qua đi thẩm dịch thầm nghĩ chuyện gì vậy chứ không phải do lần trước giả làm khôi tần gì gì đó nên giờ mình bị báo thù rồi không đó chứ bàn tay cậu phát ra ánh ra bắt đầu nóng dần lên nhiệt độ ở vùng ngực hình như đã lan đến tay rồi mình cảm giác như cơ thể có thể phóng thích ra hỏa diệm vậy cậu nói tiếp hay lắm trung nhị bệnh trung nhị bệnh thì trung nhị bệnh dù sao cũng không có ai nhìn thấy thẩm dịch đứng dậy khỏi giường ngủ khuya tay múa chân hét lớn phá đảo tam thập tam xích hỏa bảo hai bàn tay thẩm dịch phát ra ngọn lửa lớn sáng rực cả một góc phòng trong lúc vô thức cậu gọi vương đức phát thẩm dịch bừng tỉnh đù má cứ thế này thì mình sẽ thiêu cháy nhà mất cậu vội vàng giơ tay ra thu hồi những ngọn lửa lại thẩm dịch vẫn chưa tin vào những điều mình vừa làm cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình được thật à thẩm dịch quyết định thử lại lần nữa phóng lửa thu lửa thẩm dịch liền tự mãn ta là thần Alice, cô đã thấy rồi chứ, tôi của bây giờ đã khác xưa rồi. Một ngọn lửa với hình dạng cô bé Alice dễ thương được thẩm dịch tạo ra. Cậu phấn kích tưởng tượng cô bé đang nháy mắt với mình rồi chìm đắm trong mơ mộng nằm bịch ra giường, ngọn lửa cũng tan biến. Thẩm dịch nằm dài trên giường suy nghĩ, lẽ nào mình không còn có thể khâu chế được hình dạng của hỏa diệm. Nói rồi cậu thử tạo ra những chữ cái bằng hỏa diệm trên không trung rồi tự khen ngợi bản thân thật đỉnh. Nhưng có được rồi thẩm dịch vẫn chưa cảm thấy hài lòng cậu muốn phải hơn thế nữa hỏa diệm này nhìn có vẻ lớn hơn rồi đây, nhưng cảm giác chả nóng gì. Nhiều sách như thế này, mình đốt một cuốn rồi phi tang chứng cứ nhất định sẽ không bị ai phát hiện ra đâu nói là làm thẩm dịch chỉ tay vào cuốn sáng ngọn lửa tỏa ra từ từ bao trọn cả quyển sách trên tay cậu chỉ trong giây lát thật hoàn hảo nhưng thẩm dịch vẫn chưa hài lòng không phải chứ như này thì chả có chút uy lực gì cả thêm lửa đi ngọn lửa cháy phừng phừng rồi dập tắt hỏa diệm của thẩm dịch cũng chẳng tác động gì được đến quyển sách cả nó vẫn nguyên vẹn như lúc đầu không hề bị thiêu trụi như cậu nghĩ thẩm dịch tức giận ném quyển sách đi hỏa diệm gì vậy ngay cả quyển sách này mà cũng không đốt được nữa thật là phí thời gian cũng mình mà cậu phàn nàn cảnh chuyện lại chuyển đến không gian trong căn phòng tăm tối cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra tên tóc vàng đeo kính bước vào hải đâu có đơn giản như vậy được chứ đi thôi đi thôi lần sau sẽ đổi thành một ông chủ tóc vàng xem sao còn con bé này ta sẽ xử lý sau hắn bước ra ngoài đóng cửa lại bỏ lại aina ngồi một mình cô yếu ớt gọi khôi tần chi chủ đại nhân tôi đã thành công rồi cô đứng lên chạy theo tên đeo kính tóc vàng gọi bác sĩ bác sĩ tôi hắn mừng rỡ khi thấy aina tỉnh dậy tay hắn sờ lên má cô thành công rồi may quá cô vẫn còn sống. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tay đã thành công rồi. Anna cuối gầm mặt buồn bã nghĩ hóa ra tỷ lệ tiếp tục sống của mình lại nhỏ đến như vậy sao. Anna tiếp tục được sống nhất định là vì khôi tần chi chủ vĩ đại. Anna cố gắng sống trên đời này chỉ là vì khôi tần chi chủ. Hắn bước ra ngoài nói to thông báo cho đại tế ti chuẩn bị thực hiện nghi thức tiếp theo đi. Cảnh chuyện lại chuyển về không gian trong quán cà phê. Thẩm dịch vừa đang làm việc vừa suy nghĩ đến lúc thể hiện kỹ năng thực sự rồi. Mình xuyên không đến đây cũng đã được gần một tháng rồi mà sao ông chủ chưa bao giờ quay về nhỉ còn mình thì không có nơi nào để đi nữa nên vẫn ở luôn ở quán cà phê này mặc dù đây không phải là quán của mình nhưng bây giờ mình cũng được xem tạm là một cửa hàng trưởng đi một cốc cà phê với một bông hoa hoàn hảo do cửa hàng trưởng thẩm dịch pha chế đã ra đời có nào nói đó được làm ông chủ cũng đúng là đã thật nhưng qua một tháng suy nghĩ mình đã phát hiện ra ánh mắt thẩm dịch bỗng trở nên có chút gì đó buồn bã cậu nói thầm hình như mình nới nhà thật rồi thẩm dịch liền uống sạch cốc cà phê mình vừa pha chế ra uống hết cậu đặt mạnh chiếc cống xuống bàn còn alice của mình nữa tiếng uỳnh 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 thật lớn vang lên từ phía bên ngoài cửa tiệm một giọng nói kỳ lạ lại vang lên sở hữu vạn thù địch bên bên bờ sương khói thẩm dịch nghe xong thờ thẫn nói hết rồi đến đây đến đây đến đây không phải chứ không phải chứ ông đây đánh giấm còn lâu hơn thế này đấy đóng cửu đi ngủ thẩm dịch nằm thẳng ra giường đến đây được một tháng mình thường xuyên nghe thấy triệu hoán tính ra thì cũng đã có khoảng 7 lời triệu hoán khác nhau tiếp tục như này thì cũng không phải là cách lần trước triệu hoán mình đã gặp một cô bé nhớ đâu sau này bị triệu hoán mình gặp phải một đám giáo đô thì sao nhớ đâu mình bị phát hiện là giả vậy thì mình chắc chắn sẽ tiêu đời với đám người họ mất thôi thẩm dịch bỗng nảy ra một suy nghĩ mới nghe nói ở đây có trường đại học top đầu thế giới là học việc đế chế Baden. mà nếu đã là đại học thì chắc chắn sẽ có không ít tài kiệu thần bí giọng nói bạn nãy lại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của thẩm dịch về những cô gái xinh đẹp nỗi đau vô tận khởi nguồn của tai ương yếm giả bạch sắc u mê thẩm dịch có chút bực bội lại nữa rồi giọng nói đó lại tiếp tục khôi tần chi chủ mẫn tai tinh trần thẩm dịch suy nghĩ thầm cái này mình có ấn tượng này là giáo đoàn của cô bé đó vừa nói xong lỗ thủng không gian đã xuất hiện mang thẩm dịch đến với một chiều không gian khác trở lại nổi sấm sét cảnh chuyện quay về căn biệt thự u tối nơi aina đang bị giam giữ đó 10 phút trước đó một tên trung áo đen với những họa tiết màu đỏ đang nói đồ đã được chuẩn bị xong vậy thì hãy bắt đầu ngay đi hắn đức giữ một vòng tròn có những đường vẽ quái lạ trông như tà chú nó phát ra một luồng ánh sang màu tím ma mị đáng sợ những âm thanh kỳ lạ lại lần nữa vang vọng khắp trong căn phòng nỗi đau vô vọng khởi nguồn của tai ương Yếm giả bạch sắc u mê, khôi tần chi chủ mẫn tai tinh thần, xin hãy hiện thân cơ thể vĩ đại của ngài. Tên áo đen mưu mô thầm nghĩ bụng khôi tần chi chủ sẽ giáng hạ đặc ân dễ dàng như vậy ư? Đây cũng chỉ là cách để moi tiền mấy kẻ có tiền như các ngươi mà thôi, vì các khoản thanh toán của giáo đoàn mà thôi. Chuyện thần minh giáng hạ mà Aina nói cũng chỉ là từ một phía. Thần minh giáng hạ lúc nào cũng xuất hiện cùng với thiên tai, còn ta đã kiểm tra khắp nơi trên thế giới này, không hề xảy ra thiên tai nào quá lớn. Đám người áo đen vậy quanh Aina đầy bực tức hừ, tiêu quỷ mưu mô này! Anna ngẩn mặt thầm nghĩ hôm nay mang đến cái đó, có lẽ chính là đặc ân mà đại tế ti đã nói. Đặc ân phần lớn đều sở hữu một sức mạng thần kỳ, phòng ma cục cấm người thường được tiếp xúc với nó, và phần lớn đều bị bọn họ phong ấn cả rồi, chỉ có những nhà đầu tư mới có thể cung cấp tế phẩm như này thôi. Tên trung áo đen hét lớn hãy hiến tế lên khôi tần chi chủ vĩ đại nói rồi hắn bước đến một cái bàn được trùng khan đó có đặt những ngọ đèn cây hắn đặt cái hộp đang cầm trên tay lên bàn khi mở ra bên trong chiếc hộp là một cái mặt nạ màu trắng hắn đứng giữ vòng tròn với những đường vẽ kỳ dị hai cánh tay hắn giơ lên trông cứ như đang làm phép thuật rồi hắn nói to khôi tần chi chủ mẫn tai tinh trần xin hãy hiện thân cơ thể vĩ đại của ngài một cơn gió lớn thổi vụt qua làm tắt hết những ngọn đang cầy đang cháy sang ngoài trời cũng đột nhiên đổ một trận mưa lớn tên trung áo tên trở nên hoang mang không đúng sao lại có thể yên lặng như này ta cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài nữa lẽ nào không thể nào ngàn năm qua khôi tần chi chủ chỉ giáng hạ có hai lần mà thôi cho dù lời cô ta nói là thật thì khôi tần chi chủ cũng không thể nào giáng hạ hai lần trong một thời gian ngắn đến như thế được anna nghe đến hắn nhắc đến khôi tần chi chủ đại nhân sặc mà cô liền có chút vui mừng hắn tiếp tục giỏ hai tay làm phép nhũng ánh sang tím phát ra càng dữ dội hơn lúc bà nãy một tiếng ủnh Uỳnh vang lên làm hắn giật mình tất cả mọi người có mặt ở đó bắt đầu la to mau nhìn bên trên kia tiếng vụt lớn một chùm sang vàng xuất hiện làm tên áo đen giật mình còn anna thì rất vui mừng một tên tóc vàng đeo kính nói khôi tần chi chủ giáng lâm thật rồi những tiếng vù vù liên tục vang lên quả là khôi tần chi chủ đã giáng lâm như lời aina nói thật rồi tận mắt nhìn thấy khôi tần chi chủ giáng lâm đám linh áo đen hốt hoảng đến nói lắp bắp đây đây chính là thần minh thật sao aina nghĩ thầm aina lại được gặp ngài rồi khôi tần chi chủ đại nhân một sinh vật to cao nhiều chân nhìn tựa như một con nhện được họ sung bái là khôi tần chi chủ đang đứng sừng sững trên không trung cả cơ thể phát ra những ánh sáng màu vàng phừng phừng trông như những tia lửa nhìn có vẻ như khôi tần cho chủ gì đó của họ đang rất nong giận tên trùng áo đen nhìn thấy điều đó hắn vội vàng quy xuống bắt đầu nói những lời dỗ ngọt xoa dịu khôi tần chi chủ đại nhân xin ngài hãy bớt nóng giận xin hãy thứ tội cho nô tài đã quấy dày người khôi tần chi chủ to lớn vĩ đái hóa ra là thẩm dịch cậu ta gãi đầu cười trừ mình đau có tức giận mà có chút bối rối ấy chứ thẩm dịch bắt đầu có chút lo lắng rõ ràng nhiều lần như thế cũng chả xảy ra chuyện gì sao lần này mình lại bị triệu hoán qua đây rồi đừng nói lát nữa mình sẽ bị bại lộ đó chứ thẩm dịch liền khựng lại khi thấy aina đang nhìn chằm chằm vào mình là cô bé lần trước mình đã gặp sao bộ quần áo này trông cũng được quá nhỉ phong cách của giáo đoàn này cũng nít đấy ừm sắc mặt cô bé trông cũng tốt tươi tắn hơn trước nhiều rồi thẩm dịch bắt đầu tự khen ngợi bản thân có lẽ do thần dụ mà mình để lại đã có tác dụng không hổ là mình tên trùng áo đen thấy vậy suy nghĩ lúc nãy khôi tần chi chủ nói nói cái gì ấy nhỉ ngài nói nhỏ quả mình chả nghe thấy được gì cả lại dám không trả lời khôi tần chi chủ đại nhân không trả lời sẽ bị trừng phạt làm đại tế tư mấy trăm năm lần đầu gặp thần minh giáng lâm mà đã phải chết như thế này rồi hay sao hắn nghĩ ra kế sách mới đúng rồi phải mau cống hiến tế phẩm chuyển chủ đề nghĩ xong hắn quay ra nói với thẩm dịch khôi tần chi chủ vĩ đại chúng tôi xin được cống lên ngài món bảo bối là mặt nạ biến hóa khôn lường thẩm dịch nghĩ bụng hét to như thế làm gì chứ cậu nhìn tên áo đen đang đứng phái dưới người đứng phía trước đây có lẽ là đại tế ti nhìn hắn có vẻ không phải là người dễ động vào đâu mình vẫn nên giữ khoảng cách bị phát hiện là coi như toi đời mất kích động đến rơi cả nước mắt những kẻ tín đồ như ông ta nếu như hắn biết mình chỉ là đồ giả không biết hắn sẽ xử lý mình như thế nào nữa phía đại tế ti thấy thẩm dịch chỉ im lặng không đáp lại hắn buồn bã đến rơi cả nước mắt sao lại không trả lời mình chứ tiêu rồi tiêu rồi khôi tần chi chủ đại nhân nhất định là đang giận rồi cuối cùng thì vừa gặp được thần minh tín ngưỡng của mình lại liền lập tức chết dưới tay ngài sao thẩm dịch đứng phía trên cũng hoảng sợ đến đổ cả mồ hôi mình phải bình tĩnh nhìn dáng vẻ của bọn họ có lẽ vẫn chưa phát hiện ra đau thẩm dịch liền đáp lời họ phàm nhân ngu xuẩn ta nhận tế phẩm của các ngươi chiếc mặt nạ bỗng nhiên bay ra khỏi hộp thẩm dịch nghĩ bụng nếu mình xuống lấy thì hơi nguy hiểm nhỉ vừa dứt lời chiếc mặt nạ đã xuất hiện trước mặt thẩm dịch từ bao giờ cái mặt nạ này biết bay sao chiếc mặt nạ đáp đến tay thẩm dịch một tên trong đám áo đen phấn khích la to khôi tần chi chủ vĩ đại đã nhận tế phẩm rồi trong mắt họ thẩm dịch trở nên vô cùng to lớn oai phòng và vĩ đại tên đại tê ti thấy khôi tần chi chủ mà ông ta sung bái đã nhận tế phẩm kích động đến run cả người lên rồi sao không hổ danh là tín đồ trung thành nhất mà đại tế ti mừng đến dơ nước mắt đổi chủ đề được rồi mình sống rồi nhưng sao khôi tần chi chủ đại nhân vẫn chưa rời đi nhìn giống như ngài đang suy nghĩ chuyện gì vậy mình hiểu rồi khôi tần chi chủ chỉ giáng lâm hai lần trong mấy ngàn năm thôi mỗi lần ngài giáng lâm đều là có đại sự lần nhất định là có chuyện gì nên ngài mới đến như thế chỉ có thể là chuyện khiến thần minh phải suy nghĩ lẽ nào là tiêu diệt cả thế giới này mình vẫn nên hỏi đi đại tế ti lại quỳ xuống tiếp tục giang hai tay lên nỗi đau vô tận khởi nguồn của tai ương yếm giả bạch S -A -C, c u mê -E. khôi tần chi chủ mẫn tai tinh trần xin hãy truyền thần dụ của ngài Đến thế giới vận hành theo ý chỉ của ngài Aina bỗng nhiên nói khôi tần chi chủ đại nhân Ta muốn ngài biết Bọn họ không phải là những tín đồ ngoan đạo của ngài Mà chính là những kẻ lừa đảo Không những họ tiếp cận ngài vì lợi ích Mà còn tự ý làm trái lại thần dụ của ngài Tên đại tế ti tức giận quát vào mặt cô bé Aina im miệng Ngươi có biết là ngươi đang nói gì không Ngươi cũng chỉ là một đứa cô nhi trong cô nhi viện mà thôi Biết cái gì mà nói Chỉ có giỏi làm loạn ở đây thôi Cô bé tức giận Aina không phải trái tim cô phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ làm cô có chút đau đơn tay ôm chặt lấy lòng ngực còn phía trên kia những tia lửa từ cơ thể bắt đầu tỏa ra khôi tần chi chủ trông rất tức giận ngài nhìn về phái bọn áo đen tay đẩy những tia lửa đến gần chúng các ngươi hãy nhận lấy sự trừng phạt của ta đi tất cả bọn họ đều trở nên hoảng sợ khôi tần chi chủ còn về phía thẩm dịch cậu đang vô cùng tức giận thần dụ giả hình như không có tác dụng như thế sau ngày hôm đó cô ấy đã bị ngược đãi tay thẩm dịch tỏa ra một ngọn lửa lớn cháy phừng phừng cô ấy nhất định phải sống tiếp đảm nhận sứ mệnh lớn lao mà ta đã định các ngươi không được mạo phạm bất cứ thứ gì đến cô ấy ngọn lửa cháy phừng phừng khiến ai cũng hoảng sợ tìm đường lui tên đại tế ti sợ đến mức hắn tự chân an tất cả đang diễn ra chỉ là ảo giác thôi thẩm dịch tức giận lời ta vừa nói tất cả đã nghe rõ chưa đại tế ti run sợ nỗi đau vô tận khơi nguồn của tai ương yểm giả bạch sắc u mê khôi tần chi chủ mẫn tai tinh trần đại tế ti ta là nô bộc đê hành của ngài xin được tuân lệnh thần dụ của ngài thẩm dịch nói tiếp như này thì được rồi nói xong cậu biến mất vào lỗ thủng không gian trước khi đi không thẩm dịch không quên dặn dò đúng rồi Ta sẽ quay về ngoại thế, người không có chuyện gì thì cũng không cần phải hiến tế nữa. Nghe vậy, Anna vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ khôi tần chi chủ không phải là một tần cho ta hay sao? Anna quả quyết nói nhất định rồi. Mặc dù mỗi lần ngài ấy dáng lâm đều xuất hiện tai ương, nhưng đây cũng chỉ là vì thế giới không chịu được sự tồn tại của ngài ấy mà thôi. Khôi thần chi chủ nhất định không phải là thần cho ta. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa trở lại. Tên đại tế ti nói nghe thấy tiếng mưa bên ngoài rồi, khôi tần chi chủ đã đi rồi. Bỗng nhiên tất cả những tên lính của hắn đều đồng loạt hét to a tên bác sĩ tóc vàng đeo kính vội vàng chạy đến xem tình hình chuyện gì vậy bọn họ làm sao vậy những chuyện lúc nãy để là gì vậy chứ hắn tiến đến nắm lấy cổ áo đại tế ti ại sao tất cả bọn họ đều phát điện rồi chúng ta phải mau rời khỏi nơi này thôi động tĩnh lúc nãy quá lớn phòng ma cục sẽ đến ngay thôi tên đại tế tư ngẫm nghĩ mặc dù ở đây chỉ có một vài nhà đầu tư nhưng một vài nhân vật lớn như này mà phát điên cùng một lúc thì sẽ là một phiền phức rất lớn cho chúng ta đấy tên bác sĩ tóc vàng bắt đầu gào thét ông hãy mau giải thích cho tôi ánh mắt đại tế ti chuyển sang màu tím như hắn đang rất giận dữ bắt đầu ra lệnh cho tên bác sĩ tóc vàng hãy mau quỳ xuống tên tóc vàng bình tĩnh lại hắn bắt đầu sợ hãi lúc nãy mình đã bị điên rồi sao sao mình lại đi ôm đại tế ti được đánh giá là nguy hiểm mức disaster cơ chứ đại tế ti nhẹ nhàng đặt tay lên vai tên bác sĩ tóc vàng bác sĩ tôi nói cho anh nói cho giáo đoàn và tất cả mọi người có mặt ở đây một chuyện vô cùng quan trọng chuyện nãy liên quan đến một cô bé còn phía bên này aina đang chìm trong ảo mộng chỉ có aina là thật sự hiểu khôi tần cho chủ đại nhân mà thôi Aina tồn tại chính là vì khôi tần chi chủ đại nhân. Hi hi, hi hi, ha ha, ha ha, hi hi, hi hi. Đại tế ti lớn giọng Aniako qua đây làm cô bé giật mình liền đáp vâng. Hắn đứng cạnh cô bé tuyên bố với tất cả mọi người Aina chính là người được thần minh sủng ái. Từ hôm nay, người của giáo đoàn ai gặp cô ấy đều phải có thái độ tôn kính. Hắn quay qua nói với Aina từ hôm nay ta sẽ đích thân hướng dẫn cho cô, cô sẽ đảm nhiệm sứ mệnh quan trọng. Vì khôi tần chi chủ vĩ đại, vì lật độ thế giới cũ, đưa toàn nhân loại bước vào một thế giới mới. Anna ngạc nhiên hai tay cô nắm chặt vào nhau. Rồi cô bé nói với thái độ tức giận tôi không cần ông dạy bảo. Cảnh chuyện lại chuyển đến quán cà phê nơi thẩm dịch ở tạm. Một tuần đã trôi qua. Bên trong quán có một vị khách tóc đen hơi dài, dáng người cao gầy, vừa nhìn thẩm dịch người đàn ông vừa nghĩ thầm khí tức mãnh liệt của khôi tần chi chủ. Như thiêu đốt méo mó, nặng nề, khiến cho con người ta không thể thở được. Một người thanh niên chỉ chỉ mới 20 tuổi đầu lại là ông chủ của một quán cà phê, rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào chứ? chưa kịp nghĩ xong thẩm dịch đã đứng trước mặt ông ta cậu vui vẻ i it si hỏi quý khách muốn dung gì vậy ạ à? sau khi biết người đàn ông muốn uống cà phê đen thẩm dịch liền đi pha chế cho ông ta nhưng theo bóng lưng của cậu ông ta thầm nghĩ bụng khôi tần chi chủ giống như quyền tộc vậy mùi đều rất nặng ánh mắt người đàn ông trở nên dè chừng thẩm dịch hơn người đó rốt cuộc là ai chứ đến đây là để ngăn cản mình sao thẩm dịch vừa pha cà phê vừa nói thầm cuối cùng cũng có khách gần đây quán làm ăn ế ẩm quá đi mắt nếu không có ai đến uống cà phê chắc mình phải dọn ra ngoài đường ở mất thôi đường đường là khôi tần chi chút nhưng lại không chi tả nổi tiền điện nước phải lang bạt đầu đường xó chợ không biết các tín độ biết được thì họ sẽ nghĩ gì nữa phía bên người đàn ông giận dữ hết lên được rồi như ông ta muốn làm một điều đó rồi nhìn thẩm dịch một chút khí tức cậu ta cũng không có lẽ nào khí tức lúc nãy không phải là từ cậu ta thẩm dịch bưng cốc cà phê bước ra cười nói cà phê của anh đây ông ta cầm cốc ke cảm ơn cậu qua loa rồi người đàn ông uống ức ức một hơi trước sự bở ngỡ của thẩm dịch anh không cảm thấy nóng sao uống xong ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trên tay là cà phê thật chứ không phải ma dược cậu ta xem ra không phải là kẻ địch. Thẩm Dịch bị thu hút bởi một lọ thủy tinh đựng hạt giấy đầy màu sắc trong bình này đều là hạt giấy hả? À? Người đàn ông nói đúng, đều là do con gái tôi gấp đấy. Tôi đã từng nói với con bé, nếu có tâm nguyện gì, chỉ cần gấp đủ một ngàn con hạt giấy, rồi để tất cả chúng vào trong chiếc bình này. Thẩm Dịch cười ha ha, đứa bé đó chắc có nhiều điều ước lắm nhỉ? Người đàn ông nói tiếp, đúng vậy, tôi đã hứa với con bé đợi đến lúc có cơ hội và có thời gian sẽ chọn từng con hạt giấy một rồi cùng nhau thực hiện điều ước trong đó. Vẻ mặt ông ta trở nên buồn bã, nhưng tôi không đợi được cơ hội đó rồi đây là di vật của con gái tôi để lại mấy năm trước tôi đã đem chôn nó để khỏi nhớ đến con nhưng bất luận là như thế nào tôi cũng không thể ngừng nhớ nhung về con bé vì vậy tôi lại đào nó lên thẩm dịch nhẹ nhàng vô vai người đàn ông nói lời xin lỗi như muốn xoa so dịu đi phần nào nỗi đau mất con của anh ta nhưng ông ấy vẫn che giấu cảm xúc bằng câu nói không sao thẩm dịch nói tiếp có những chuyện chúng ta nên buông bỏ sẽ tốt hơn tôi cũng hiểu cảm giác mất đi người thân của mình là như thế này thường nằm suy nghĩ trên giường nhưng con người không thể cứ chìm mãi trong quá khứ được không thì cuối cùng sẽ làm hại đến chính bản thân mình người thân của anh cũng không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng đó chút nào người đàn ông nói với thẩm dịch không có những thứ đã định là không thể buông bỏ được tôi sẽ luôn ghi nhớ chỉ có cái chết mới có thể khiến tôi hết nhung nhớ con gái của mình ánh mắt người đàn ông trở nên khó chịu giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn cho dù cậu là thần thánh phương nào phù thủy tà giáo hay là điều tra việc của phòng ma cục muốn ngăn được tôi thì chỉ có cách giết chết tôi thôi thẩm dịch nở nụ cười như muốn xóa tan bầu không khí căng thẳng mỗi người deu có cách riêng của mình là tôi mạo phạm rồi người đàn ông thầm nghĩ xem ra cậu ấy không đinh ngăn cản mình ông ta đứng dậy chuẩn bị rời đi lần này gặp mặt cũng xem như là có duyên tôi là H.A.N.N.T.R. còn tôi là thảm dịch sau này nhớ đến thường xuyên nhé ông ta nói đồng ý rồi vội xav rời đi họ thẩm người thượng huyền à một đất nước xa xôi cửa tiệm mở ra thẩm dịch chạy theo sau gọi đợi đã người đàn ông giữ người lẽ nào cậu ta muốn ra tay sao thẩm dịch nói xin lỗi nhưng anh chưa trả tiền cà phê ạ à. người đàn ông ngại ngùng xin lỗi thẩm dịch còn dằn dò anh ta nhớ đến thường xuyên nhé thì ra cậu ta đến cậu ta đến thu tiền thật à, cậu ấy đến thật sự không phải là vì mình sao. Bỏ đi, ít nhất thì người thượng huyền bí ẩn này xem ra cũng không có ý đồ gì giấu với mình. Mình không sợ đắc tội với thế ngoại chi thần, giết chết quyền tộc khôi tần chi chủ, ta sẽ dùng nó làm tế phẩm để triệu hoán. Tối nay, mình sẽ phạm cấm lỵ của phù thủy, triệu hoán thế ngoại chi thần hư vô, không thể tiếp xúc đó. Cảnh chuyện chuyển đến không gian quán cà phê bên trong phòng ngủ của Cẩm Dịch, cậu đang ngồi đọc một quyển sạch miệng không ngừng lẩm bẩm bắt đầu từ trang 233, Khôi Tần chi chủ. Khôi Tần chi chủ, sở hữu cơ thể giống như con chăn không lồ, hỏa diệm là đôi cánh, tạp ra những cột lửa khổng lồ vô tận, sẽ ban đồ ăn cho những tín đồ coi như là một phần thưởng. Thời gian đại diện là không giờ, con số đại diện là không, được xem là thần minh nằm ngủ ở thế ngoại thế giới, so với các thế ngoại chi thần khác, ngài không có hứng thú với phàm nhân. Trước đây mà đọc được cái này, nhất định là sẽ nghĩ nó chỉ là giả định của tiểu thuyết hoặc truyện tranh mà thôi. Quyển sách này giới thiệu về Khôi Tần chi chủ cũng không nhiều, hơn nữa mình đọc vài chỗ cong trả thiếu, phải xem quyển khác thôi. Thẩm Dịch cầm một quyển sách khác lên cậu chăm chú nghiên cứu nội dung bên trong sương mù bên kia bờ, vô sắc chi thành, cổ lão cho linh, hư không mộng phi, hỗn độn giám thị giả. Quyển sách này thật là nhiều tên quá. Đang chăm chú đọc thẩm dịch bỗng khựng lại đợi đã, hình như mình đã làm một nghi thức nhắc đến nhiều cái tên trước đây. Trước khi xuyên không một khoảng thời gian, cuộc sống và công việc đều gặp rất nhiều đen đủi, rút thẻ toàn xịt, tóm lại rất đen. Chỉ là lúc đó đột nhiên cảm thấy nóng trong lồng ngực, nghĩ có thể bắt chước mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết làm một nghi thức vận chuyển nên mình đã quay về nhà tìm mấy quyển sách cô do tổ tông truyền lại mặc dù không biết tại sao nhưng lúc đó mình cũng không để ý đến nó nhiều thẩm dịch cầm cuốn sách lên suy nghĩ hồi lâu sau đó làm theo hướng dẫn được ghi trên đó đã bắt đầu nghi thức cách thức tổ chức nghi thức cũng không quá phức tạp dán các mảnh giấy màu vàng ở bốn cạnh của một chiếc bàn ở mỗi mảnh giấy sẽ ghi một cái tên được ghi trong sách ngoài ra còn viết tên mình vào một tờ giấy trong đó sau đó xoay cái bàn vài vòng đọc câu thần chú trong sách đợi sau khi thần chú kết thúc cầm lấy tờ giấy có ghi tên mình cuối cùng vào thời điểm đó của hai ngày sau sẽ mang những tờ còn lại đi. Sau đó đợi trong nhà kho cả một tối, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thẩm Dịch chống cằm chán nản bây giờ nghĩ lại mình xuyên không và nghi thức có liên quan gì đến nhau sao, còn những cái tên đó. Sao mình cứ cảm thấy cuộc sống sau này sẽ đầy rẫy những nguy hiểm vậy chứ, không biết dựa vào đống hỏa diệm này có thể lừa được bọn họ không. Sau khi lần triệu hóa thứ hai kết thúc, phạm vi có thể kiểm soát đã lớn hơn, nhưng đáng tiếc vẫn không có uy lực, chỉ có thể mang ra dọa chơi thôi. Thẩm Dịch bông nhiên tức giận sao tôi xuyên không rồi mà vẫn cùi bắp như thế này hả, cho cái sức mạnh cũng chỉ có thể đem dọa người khác thôi. Nói xong cậu lại tiếp tục thờ thẫn còn cái mặt nạ rách nát này nữa. Cậu cầm cái mặt nó lên bắt đầu ngó nghiêng rõ ràng đại tế ti đó nói rất lợi hại, nhưng trong tay mình nó chả khác gì mặt nạ bình thường cả. Lẽ nào là do mình làm không đúng? Thẩm Dịch đeo mặt nạ lên la to biến thân. Nhưng cậu đợi một hồi lâu mọi thứ vẫn bình thường không có sự thay đổi gì xảy ra cả. Thẩm Dịch bực tức quăng chiếc mặt nạ xuống đất cút đi. Bỗng có một luồng tối xuất hiện mặt nạ dần dần tan biến vào đó. Thẩm Dịch nhìn nó rất ngạc nhiên nó tan vào cái bóng đó rồi sao? mình hiểu rồi Xương xương. ok mình thấy rồi thẩm dịch nhìn vào gương từ từ ngộ ra sau khi mặt nạ tan vào cái bóng mình có thể thay đổi diện mạo soạt một cái thẩm dịch từ một chàng thanh niên 20 tuổi lập tức biến thành một người đàn ông trung niên tóc dài có râu thẩm dịch vui sương hét lên mình thành công rồi này giống y xì luôn trông biểu cảm cũng rất tự nhiên nếu như mình có thể biến đổi được cái mặt vậy thì quần áo và cơ thể có thể biến đổi được không nhỉ thẩm dịch đứng dậy liền tạo dáng biến hình giống như siêu nhân làm xong cậu vui mừng ảo khóc ước mơ của mình đã thành sự thật rồi sao một tiếng nói kỳ lạ lại vang vọng khắp tiệm cà phê sương mù trắng bên kia bờ sự tồn tại vĩ đại đến từ thế giới hư vô không thể nói ra cũng không thể diễn tả được thẩm dịch suy nghĩ sương mù trắng bên kia bờ trước đây hình như mình đã được nghe qua rồi nhưng lời triệu hoán hình như không giống hóa ra có thể dùng lời triệu hoán khác nhau để triệu hoán cùng một thần minh cảnh chuyện chuyển đến một căn nhà bị bao bọc xung quanh bởi cây cối trông có vẻ hoang sơ và vắng vẻ người đàn ông tóc dài lúc sáng trong tiệm cà phê ông ta đang đứng giữ một vòng trong với những đường vẽ phát ra một luồng ánh sáng màu xanh miệng ông ta nói lẩm bẩm không thể không nói ra không thể không diễn tả. Một cô nói tóc nâu bước đến gần người đàn ông thỉnh cầu ngài hiện thân thực hiện ước vọng duy nhất sâu thẳm trong trái tim tôi. Người đàn ông cầm một thanh kiếm dài ánh mắt trở nên đáng sợ 30 tháng 4, đêm Vapus, cũng chính là ma nữ chi dạ trong truyền thuyết. Ta đã chờ ngày này mấy tháng qua rồi, chú thuật được truyền từ thời viễn cổ đến nay, triệu hồi một vị thần trong số các vị cổ lão thần trí. Ngài đã tồn tại trước khi con người được sinh ra, dường như không gì là ngài ấy không biết, không gì là không thể, ngài có thể ban cho con người bất cứ điều gì mà họ muốn biết, chỉ cần họ cống hiến đủ các tế phẩm ngài có thể ban cho con người sự khoái lạc và hy vọng cũng có thể mang đến cho họ nỗi đau và sự tuyệt vọng chỉ là tuyệt đối ngài sẽ không mang đến sự hạnh phúc người đàn ông tóc dài nắm chặt tay lại cho dù có phải chịu cực hình ta cũng không quan tâm ta chỉ cần con gái ta sống lại càng nói tay ông ta càng nắm chặt hơn như thể ông ta rất quyết tâm vì tình yêu dành cho đứa con gái bé bổng là qua đỗi lớn lao ông cha bắt đầu làm phép mắt ông ta có sự thay đổi nó hiện lên một chữ rất kỳ lạ người đàn ông hoảng hốt đây là chữ gì vậy chứ sao ta lại trông như thế này ông ta bắt đầu thừa thẫn hỏi tôi tại sao ngài ấy lại như thế này ngài ấy luôn dùng sương mù trắng vô tận để hiện thân còn về tại sao hình như chưa có ai suy nghĩ về điều này cả một bóng người to cao hiện lên mờ áo giữa làn sương mù trắng người đàn ông mỉm cười nói tiếp hình thành tiềm thức rồi vị khác gặp sáng này trùng hợp quá nhỉ nhìn có vẻ như anh ta không phải là tế phẩm chắc là người bắt đầu nghi thức rồi cô bé ngồi trên nền đất bồng nói thật vĩ đại cô bé nhìn thấy một thứ gì đó to cao có nhiều tay trông như những xúc tua khổng lồ vây người đàn ông tiếp tục nói thầm sương mù trắng bên kia bờ các nhà nghiên cứu đều gọi ngài ấy như vậy nhưng đối với một thế ngoại chi thần mà nói cái tên cũng chẳng có ý nghĩ gì cả ông ta hét lên ta hiểu rồi diện mạo mà kẻ đê hèn như ta nhìn thấy cũng chỉ là hình phản chiếu trong trái tim ta mà thôi chính là như vậy thẩm dịch hình như cũng hiện diện ở nơi này cậu nghĩ thầm nói hay lắm đúng là một đáp án hoàn hảo người đàn ông thở phào nhẹ nhõm cửa này coi như ta qua rồi xin cống lên ngài hỗn độn chi trùng thiên thiêu xin ngài hãy hiện thực ước vọng của ta hoàn thành tâm nguyện của ta hãy cho con gái ta sống lại một sinh vật to lớn toàn thân đỏ rực xuất hiện trong không trung người đàn ông lại tiếp tục nói xin cống lên ngài hỗn độn chi chủng nhiên thiêu bỗng nhiên ông ta tức giận chết tiệt